Ok, và Linh kính chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Linh lại tiếp tục làm clip cho bạn xem. Thì các bạn ơi, hôm nay thì Linh hết đồ, được nghỉ sớm. Nhưng mà thời gian làm clip săn bắt thì không có nhiều các bạn. Nên thì bây giờ hôm nay Linh sẽ quay một cái clip giới thiệu mấy cái dụng cụ mà Linh làm YouTube cho tất cả bạn xem nha. Thì sẵn ngay Linh dẫn các bạn vô phòng review cái phòng ngủ của Linh luôn. Tại vì máy tính hay là máy quay này kia các kiểu rồi đó thì Linh bỏ trong phòng của Linh không à các bạn. Thì sẵn đây Linh giới thiệu cho tất cả các bạn xem nha. Cái đầu này thì mới hớn nè các bạn. Tóc này nó ra dài dài được miếng này nè, chứ hổm mà nó ngắn ngủn luôn. Nó xấu lắm, giờ ra thì nó đỡ đỡ rồi mà cũng còn xấu. Thì bây giờ Linh mời tất cả các bạn theo Linh nha. Đây thì đây là cái nhà trên của Linh, cái phòng của Linh thì ở bên đó đó các bạn. Cái phòng của em Linh thì ở bên đó. Đây bây giờ thì mình vô cái phòng của tôi đây. Ở trong đó là cái chỗ ngủ của mình, còn ở đây là cái bàn làm việc của mình, là cái bàn làm YouTube đó các bạn. Mỗi khi mà Linh rảnh nha, làm YouTube thì không phải là nghề chính của Linh, nghề chính của Linh là hậu bàn. Này thì mở đèn đây cho nó sáng sáng lên xíu. Linh mở cái máy tính lên cái. Đây đi thêm cái laptop nữa các bạn. Đây thì nếu như mà quay YouTube á, thì đầu tiên thì phải có cái máy quay các bạn. Đây cái máy quay chính của Linh là cái con này nè các bạn. Còn cái những cái video của Linh làm trên YouTube á, là quay cái con máy này là nhiều nhất luôn á các bạn. 100 mấy cái video là quay cái con máy này, chắc hết gần cả 100 cái video á các bạn. Con này là cái con Goro 7 Black. Đây cái máy này là mình, nó theo mình là từ hồi mình tạo kênh tới nay luôn các bạn, là khoảng 1 năm mấy rồi đó các bạn. Là cái con máy này theo mình suốt luôn nè. Còn ngoài ra cũng có quay bằng cái điện thoại này nữa, nhưng mà quay điện thoại ít lắm các bạn. Săn bắt, tại vì á Linh đi săn bắt á, đem theo cái máy này á, cho nó gọn, nó nhỏ mà nó gọn, mình dễ chui chui vô mấy cái lùm rồi á các bạn. Mình chui vô lùm rồi cho nó dễ, mình dễ đi với dễ quay nữa. Chứ đem cái điện thoại theo thì nó cũng hơi khó. Nên Linh không ít quay điện thoại là như vậy. Còn cái này, thêm cái này nữa là cái mic. Tại vì làm YouTube á, nhiều khi mình quay mấy cái chỗ săn bắt mà có nhiều tiếng ồn á các bạn. Có nhiều tiếng ồn thì Linh bắt buộc phải gắn cái mic này vô. Mic kết nối với cái này. Các bạn, cái này là một bộ của nó nè. Tại vì các bạn biết sao không? Quay mà nhiều khi ở hàng xóm hay ở đâu đó cái nó mở nhạc thì mình quay dính nhạc thì YouTube nó đánh bản quyền mình. Những bài nhạc mà thường thường thì không sao, những bài nhạc mà người ta đăng ký bản quyền rồi mình quay dính vô video của mình đó, sẽ bị bắt đánh bản quyền. Thì YouTube nó sẽ phạt mình đó các bạn. Nên mình phải chuẩn bị cái mic mỗi khi mà có tiếng ồn hay có nhạc ở quanh mình thì phải gắn cái mic này vô. Đó, đây là cái dụng cụ chính của cái kênh của mình. Thêm cái này nữa là cái cây gimbal. Không các bạn, cái gimbal này thì để mình gắn vô cái điện thoại các bạn, mình quay cho đỡ rung cho nó mượt. Tại vì như vậy nó mới mượt, nó mới video nó mới đẹp rồi các bạn. Tại vì Linh thì làm YouTube này chủ yếu là làm đam mê, với lại chưa có kiếm tiền được nhiều nữa các bạn. Linh mới lãnh lương có 3 lần à, chứ Linh không có làm cái công việc chính là quay YouTube nha các bạn. Thấy cục pin này mới nhớ để kể cho tất cả các bạn nghe. Hồi bữa mình mới up cái video 7 săn bịp bịp đó các bạn. Cái mình đang up video cái con chuột này nè, nó hết pin rồi. Linh phải gỡ ga gắn vô, mở ga gắn vô rồi bật tắt liên tục để gắn đăng cho cái video xong. Tại vì lúc đó là 11 giờ rồi các bạn, rồi đâu còn ai mở cửa nữa mua pin, nên giờ mình Linh sẵn Linh thủ Linh mua nguyên 4 cục luôn để dành thay các bạn ơi. Đó,
xong Linh quay video về. Đó, này là mấy cục pin của con Google nè các bạn. Đây, pin của Google nè, ba cục pin của cái con Google 7 này á, là mình quay nó giết, mình quay lâu quá cái nó bị phù rồi các bạn, nên nó hư rồi, ba cục pin trước hư rồi các bạn, nên mình mua ba cục pin sau. Nhưng mà ba cục pin này là của Google 8 mà Google 7 cũng xài được luôn các bạn, nên cũng dễ ha. Còn cái này thì dây nhợ hay là cái đồ đọc thẻ này là Linh quay về xong Linh gắn vô PC, Linh sao chép qua máy tính hết, Linh edit trên máy tính cũng có, ở trên điện thoại cũng có, mà chủ yếu thì edit trên máy tính thì nhiều các bạn. Còn cái con này thì cũng để dành edit luôn. Lúc trước hồi Linh mới tạo kênh đó, thì Linh làm cái laptop này nè các bạn. Nhưng sau này Linh làm gán kiếm tiền, Linh mua thêm cái PC nữa để Linh edit video, kiểm soát video cho nó dễ đó các bạn. Còn cái chai cồn này á, thì lao cái camera các bạn. À, lao chỗ này nè, lao vòng vòng ở đây. Đó, đây. Còn cái máy tính này thì Linh, đây là mấy cái app mà để Linh sửa video hay là cắt ghép video đó. Còn cái này là cái bộ socket thu âm của Linh, mỗi khi Linh rảnh thì Linh hát hò, hát mình, hát như tự kỷ vậy các bạn. Đây, phòng của Linh cũng có gắn đèn nữa. Đây, có cái đèn quay quay nữa nè các bạn ơi. Thì hôm nay thì Linh có về nhà thì Linh mới quay được ở trong phòng nè chứ các bạn, chứ thường ngày Linh ít có ở nhà lắm các bạn, tại vì Linh ở dưới xưởng không à, tại vì làm khuya ra rồi cái Linh ở xưởng ngủ luôn, chứ về nhà thì trễ quá. Từ ở xưởng về nhà thì chắc cũng khoảng ba mấy 40 phút các bạn, nên làm ra 11 giờ cái Linh không có về các bạn, nên ở nhà Linh ít khi nào ở nhà lắm các bạn, ít có ngủ ở nhà. Ở phòng đây thì đóng cửa để đó, chứ khi nào mà về có quay video đồ hay là rảnh đồ Linh mới vô phòng, rồi có ngủ rồi thì Linh mới vô phòng thôi, chứ mà hiếm lắm, hiếm Linh lắm Linh mới ở nhà các bạn. Thì cũng rất là buồn tại vì không có quay video liên tục để cho tất cả các bạn xem. Thì Linh rất là mê làm YouTube các bạn, nhưng mà việc chính thì không thể nào mà bỏ được. Cái này thì chỉ là việc phụ của Linh thôi, chỉ là làm đam mê. Chỉ mong các bạn luôn luôn ủng hộ cho Linh để Linh có động lực, Linh cố gắng Linh làm thêm nhiều video cho tất cả các bạn xem. Thì đồ nghề của Linh làm thì không có gì hết, chỉ có cái con này. Cái con này là cái con camera chính của Linh luôn các bạn, là Linh quay xuyên suốt luôn, với cái máy tính với cái điện thoại, chỉ có hai cái thứ này thôi là Linh tạo được một cái kênh YouTube của Linh rồi đó. Thì kênh của Linh tạo nay cũng được một năm mấy rồi, nhưng mà tính cái thời điểm mà bật kiếm tiền thì nay chắc cũng được 6 tháng rồi đó các bạn. Mà 6 tháng thì Linh lãnh được 3 lần tiền rồi, là chắc cũng được gần 10 triệu đó các bạn. Thì lãnh thì cũng không có nhiều, tại vì có cái ngưỡng 100 đô, nếu như đủ 100 đô thì Linh mới lãnh được. Để kể cho tất cả các bạn nghe nha. Cái lúc mà mới tạo kênh đó, thật sự Linh rất là mệt. Tại vì nếu như mà bật được kiếm tiền thì phải đủ 1.000 người đăng ký với 4.000 giờ xem. Mà trong khi đó thì Linh phải làm được ở dưới khi một cái công việc, ở dưới khi một cái công việc cái YouTube này nữa, thì nó Linh rất là áp lực, rất là mệt mỏi luôn các bạn. Tại vì kênh mới tạo người ta đâu có xem nhiều đâu, mình phải đi tương tác, mình đi này kia này kia này kia các thứ, xong rồi phải chờ lấy pin, rồi xác minh danh tính, rồi nói chung nó nhiều cái tài khoản lắm, nên cũng gói cái não các bạn. Thì cũng nhờ mà tìm hiểu, cũng nhờ đi học thêm làm YouTube thì Linh mới có cái kênh như ngày hôm nay. Là cái kênh của Linh bây giờ là ổn định rồi,
chỉ còn chỉ giờ nói chung á, bây giờ là chỉ cần tập trung sáng tạo ra video là ok đó các bạn. Thì chỉ mong các bạn luôn ủng hộ cho Linh. Thật ra thì Linh làm YouTube một mình nhiều khi cũng thấy rất rất là buồn các bạn, tại vì rất là muốn có thêm một bạn nữa làm chung thì nó sẽ rất là khỏe luôn các bạn. Tại vì một mình phải làm, rồi một mình phải quay nữa, phải có thêm một người quay nữa, hay là thêm một người đi săn bắt với Linh nữa thì quá là tuyệt vời luôn không các bạn. Nhưng mà Linh không, nhiều khi tại vì Linh bận làm cái công việc chính nhiều quá nên Linh không có sắp xếp được cho những người bạn của Linh quay chung các bạn, nên cũng nhiều khi đi quay một mình vậy cũng rất là mệt, với lại cũng rất là cực luôn. Nhiều khi quay ban đêm thì cũng phải thức rồi đi đi gìn mấy cái con mà mình muốn bắt, coi nó bắt coi nó ngay chỗ nào có cái con đó là mình bắt, như bảy biềm biệp rồi nè, thì mình phải biết chắc nó ở đó là nó có, hay là mình phải đi kiếm cái chỗ nó ở để mình lại đó mình đặt nó dính mình, rồi xong rồi mình đăng video lên cho các bạn xem thì các bạn sẽ thấy thích. Chứ bây giờ nói chung mình cũng kiếm nhiều chỗ lắm, cũng mệt cũng hơi đuối, thì hôm nay lên đây than với các bạn xíu chứ mình cũng mệt quá, khá là mệt luôn á các bạn. Thì chỉ mong thời gian sắp tới thì Linh rảnh thì Linh sẽ quay video cho tất cả bạn xem. Nói chung á, Linh làm việc chính xong rồi nếu như mà rảnh, có rảnh là Linh sẽ suy nghĩ ý tưởng là xin Linh quay video liền cho tất cả các bạn xem, tại vì rất là nhớ tất cả các bạn luôn. Thì clip của mình hôm nay thì Linh tâm sự với các bạn xíu. Thì khi nào Linh rảnh thì Linh sẽ up video tiếp lên cho tất cả các bạn xem nha. Chỉ mong các bạn luôn ủng hộ cho Linh. Ủng hộ cho Linh nha, để Linh mau đủ 100.000 người đăng ký, có cái nút bạc nha các bạn. Để có cái vật gì đó để làm kỷ niệm cho cái kênh YouTube của Linh nha. Thì mong các bạn luôn ủng hộ cho Linh nha. Các bạn thấy clip của Linh hay cho Linh một like và một subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho Linh nha, để Linh có động lực để Linh ra thêm nhiều video về săn bắt miền Tây ha, tất cả các thứ. Các bạn thích video nào thì các bạn cứ bình luận ở dưới video của Linh để Linh biết, thì Linh còn làm theo nữa. Thì các bạn xem thì các bạn nhớ like và đăng ký cho Linh nha. Hẹn tất cả các bạn những clip tiếp theo nha. Bye tất cả các bạn.